Chào anh em nhé, chào anh em đến với video mới của em ngày hôm nay. Đây hôm nay về quê thì thấy ở nhà ông bố. Này, ông bố đã dùng cái quạt này. Là cái quạt của cái cục nóng điều hòa ô tô anh em ạ. Đấy, ông bố đã dùng với cái tấm pin năng lượng mặt trời 100W. Để ông bố sử dụng. Thì nhìn thấy hay quá, cho lên đây cho anh em xem và tham khảo này. Bao giờ anh em có cái quạt điều hòa hỏng như này này, quạt điều hòa ô tô hỏng như này anh em lấy mà dùng này. Đây ông bố làm một đường dây từ trên xuống. Tấm pin ở trên mái là tấm pin 100W năng lượng mặt trời. Đấy, thì cái quạt này cũng to phết anh em ạ. Xem này, một gang này. Gần 2 gang, cái quạt này nó phải tầm khoảng 35 cm. 35 cm, 2, 4, 6, 7 cánh. 2, 4, 6, 7 cánh. Cái cánh này thì nó phả cho thì quạt rồi thôi rồi luôn anh em ạ. Mà cũng dùng lâu lâu rồi đấy. Hôm nay mới thấy hay quá mới lôi ra để làm video cho anh em xem. Đây này, cặp điện vào anh em nhìn này, tóe lửa đánh lửa luôn này. Đâu rồi? Đấy. Đấy, rõ lửa luôn nhỉ. Không. Đấy. Lửa không ấy tử tế, cặp không tử tế. Đỏ lửa luôn anh em nhé. Lúc nãy đánh đỏ lửa luôn. Đây, mức độ quạt này. Đây cái khăn, đây là cái khăn nhé. Cái khăn mà quạt còn như thế này. Đấy, cái anh em bảo, cái anh em bảo là nó mạnh như nào. Đây là quạt điều hòa ô tô này anh em hiểu nó mạnh rồi. Bên ngoài này là bên ngoài này ông Vũ đã mang ra để vào cái chỗ quạt uống nước đó, làm cái quạt uống nước thì khôi rồi luôn, quạt cả ngày luôn, lúc nào có điện có ánh sáng phát là nó quạt mạnh lắm anh em nhé. Hay đấy, chả biết cái này ông xin ở đâu được, nếu mà thấy mai kia về mình có mình làm một cái để vào chỗ bàn uống nước thì mát khôi rồi luôn. Điện ở trong trên tấm pin đây, cái thời tiết này thì nó không nắng lắm, nó chỉ hơi râm râm một tí, hơi nắng một tí thôi mà này. Đấy. Đây, cái tên quạt này, tên quạt cho anh em xem này. Đấy. Motor này ông bố đã cắm vào ấy, đã ghim nó vào cái ghim vào cái thanh gỗ bên trên này, ông ấy đã để cái xốp để cho nó cách ồn, cách tiếng ồn quạt. Úi xời. Được của nó đây anh em ạ. Nào, cặp điện lại nhá. Cặp điện lại này. Dễ lửa luôn. Cái này mà lấy cái giấy vệ sinh là quạt thì anh em choáng luôn. Đấy, quạt đấy, đây quạt cái khăn, là quạt cái khăn này. Ừ, kia kia có nắng nhá, có nắng một tí đây anh em nhé. Rồi ok anh em, video của mình nha. Cho anh em xem cái quạt điều hòa lắp vào cái tấm pin năng lượng mặt trời xem nó quạt như thế nào, đã được một thời gian sử dụng rồi, thấy nó hiệu quả đấy. Mà có thì anh em nên mua và sử dụng nhé. Anh em nào thừa điện năng lượng mặt trời dùng cái hệ 12V, quạt này còn 12V đến 24V, chạy vô tư thoải mái luôn, cứ cô nắng là chạy chạy đến 4-5 giờ chiều là nghỉ. Đó, video của mình đến đây là kết thúc rồi nhé. Cảm ơn anh em đã xem video, xin chào và hẹn gặp lại.